Coi kìa, tôi đi ăn thêm burger mà coi nè. Ác tăng. Ở đậu xe ác tăng. Đó, coi trời mưa mà coi đông nghẹt, đông nghẹt luôn. Trời ơi, tôi mua về quá trời kìa. À, lại đi qua lọ, đi qua lọ. Trời mưa mà đông nghẹt kìa, các anh em chơi dụ trước kìa. Panda, ôi mạnh dữ. Vô con, vô con. Trời đúng không? Allez, bây giờ. Ơ, mệt đi. Đây là cái menu của Kim Burger đây. Cái gì? Ăn gà rán. Ăn gà rán hả nè? Menu cuốn nít nè. Cuốn đồng nè. Khải ăn gì? Nugget không? Đây, nugget nè. Ăn sốt gì? Ketchup chấp không? Ketchup hay mayonnaise? Mayonnaise hả? Mayonnaise là ketchup đi. À, tiền thêm. Nếu mà thêm được cho tiền, đấy. À, fit không? Ủa? À, uống, à, đây cũng giống nhau. Uống gì? Coca. Coca hả? Anh ba kìa. Anh ba uống gì? Có menu của anh ba. Fanta phải không? Đây, Fanta. Không đá. Ăn kem ăn cái gì? Áp tàng, cầm bót không? Dạ. Đấy. Đồ chơi. Đồ chơi sách. Thấy phải không? Rồi, ok. Một cái là 4 đồng. Rồi, ăn kỳ phải không? Kỳ ăn gì? Đây, menu giống nhau. Con này tới menu của người lớn rồi. Đây burger với nước với fit 10 đồng mấy nè. Đây burger bự nhỏ bò. Đây 10 mấy đồng. Đây kèm nước với kem. Con này ăn chơi xíu kiếm chỗ cho ngồi. Xíu nữa mẹ kiếm chỗ cho ngồi, mẹ đang lựa đồ. Này có gà rán nữa nè. Này là cá, burger mà cá. Quáp, mắc quáp. Đây bây giờ mình sẽ lựa đồ ăn cả nhà nha. Trời ơi, cái mưa nó đông nữa. Chờ cho tiền thôi cũng lâu nữa. Ôi đông nghịch luôn ông ơi. Bạn ngồi ăn bên kia. Ôi đông nghịch à. Nè chào cả nhà đi. Đi chào cả nhà đi. Đi đi ăn cơm burger rồi. Trời đợi lâu rồi. Đông nghịch luôn. Đông nghịch luôn, chiều chủ nhật đi ăn. Cãi nó để cũng được. Ở ngoài thì trời mưa. Ôi, Kim Burger đông nghẹt luôn đó nha. Hả? Quay nè, salad chứ lại mẹ không có ăn khoai tây và salad. Để có mấy cái à? Ok, đây mày đổi cho con xin để lấy kem mất kì. Lấy kem sau á. Mẹ có sữa sừng mát như nè không? Đông nè, chiều chủ nhật nè. Chiều chủ nhật cái đông nghịch luôn đó nha. Hả? Không phải đâu, chứ nữa kem. Khải ăn combo con kem con với Ari á. Này nó có mấy cái trò chơi mới là Panda gì nè. Trời ơi, đi vô nằm ơi, ăn mà đi nằm đi không dạ. Đợi xíu cả nhà có đồ ăn ở nhà nha. Đây, xin chào cả nhà. Em mà chịu với mẹ con đi ăn ở nhà. Em à, em ăn vào cái ẩm thức à. Chờ lâu quá. Ở đây bụng nó chờ lâu rồi. Đói rồi. Ở ngoài trời mưa đó nha. Ê, mưa gió. Ủa sao con nóng như vậy? Hả? Con nóng như vậy? Chiều nay thèm kim burger quá. Chắc là mấy nhỏ đi ăn burger. Muốn mẹ con đi papa đi làm. Mày đi ăn hoàng con, vàng của mẹ. Ok, bắp pi pi, chán ghê, bắp pi pi.
có đồ ăn ở đây cả nhà. Mình con banh đai dễ thương không? Con không biết đây là nước cơm, ta không có nước cơm. Em mày có khoai tây nè, đồ chơi. Có đồ ăn rồi đó. Giờ nãy giờ Trang ăn cái burger rồi, Trang gỡ cái burger rồi đó, anh ba rồi. Đây thằng em ăn nugget. Nugget là thằng anh nugget. Đây gà chiên, 4 cục gà chiên, một phần khoai tây, nước rồi một kem hoặc là cái cây này riêng, hai một hộp đồ chơi chấp hình. Thằng anh cũng vậy, thằng anh ăn liền, anh hai ăn burger ngon trai. Còn mẹ ăn cái bánh của mẹ ngon không? Rồi mày còn gom mỏi sao đi? Mẹ ăn một chút xíu cái này được không? Em xúc chút xíu. Không có rớt đâu ông ơi, 4 cục gà chiên rồi. Nhận còn đông nghịch, thằng em ăn rồi, nó quỳ gối luôn rồi, đó, nó quỳ gối rồi. Trời ơi, chi sốt đây này, thấy ghê quá rồi. Sao ăn chi sốt đâu ghê vậy? Nước cam. Đây giấy đây. Thằng em chở ngon mới kì. Ngon ăn đi. Burger. Nó cho mát xíu cho bị nóng quá. Ở ngoài không lạnh dữ. Bên trong ở đây có hai xà tu mà. Thì đây ăn gọn thôi, có ba nữa cho nên hai là tô. Có hai cái mâm. Trái cây sai. Thằng em với lại chị hai thì ăn kem, còn anh ba thì ăn trái cây sai. Bữa nó ra kè rồi được còn ngay sao? Ngon rồi. Ngon hai con ha. Rồi ăn đi. Phải xuất sắc. Bây giờ tới chị hai thằng em ăn kem mà. Xuống mới thấy. Xuống đi. Ngon không? Xuống phải vậy. Ngon không? Và thằng anh nó ăn hủ con boss rồi kìa, nó quăng rồi đó. Đó. Thủ chắc cả. Để đi. Để đi cho cái đĩa mà phải cái muỗng. Ta đưa lộn. Kem này là có em kẹo em họ cho họ giải nhuyễn ra nè. Giải nhuyễn cái em ra. Đang chơi đâu mẹ? Chứ về nhà rồi chơi. Không biết gì con. Này nó có nguyên bộ của nó nè. Đây 6 cái trò chơi ráp hình nè. Phim Baba Kung Fu Panda. Theo sưu tập của nó. Đây nó có 1 loại 1 à. Để nhiều hình vậy thôi chứ có 1 loại 1 giống nhau, nào giống nhau. Mẹ nó có đủ. Mẹ người ta chiếm ở trong phim là mình. Nên mình đã 4 rồi. Này chơi chơi phim ở phim có ở chơi phim có. Này của Burger King. Cái này mấy chị đi chung với trong đây là Burger King mà. Burger King cũng giống nhau, sao không bắt lẩu nhá. Trời ơi nha. 9 giờ mấy mà còn đông nghịch luôn đó nha. Bây giờ thôi. 9 giờ mấy mà còn đông nghẹt. Bây giờ thôi. Gì? Bây giờ thôi gì? Về ăn hết xong rồi. Để hồi nãy cái mặt là đỏ hơn cái này nè. Ừ. Nó mấy cái dùng miệng để đeo rồi đó. Hình cung cua panda. Thế mẹ cứu khỏi là cái này. Hay là cái này mà không nhiều đâu. Ăn đi đâu cổng nhiều chuyện ghê cổng kìa. Cái nào cũng giống quá. Cái này nè em về đi về cái này nè à. Ăn đại đi về con đúng không? Bà mới làm gì vậy? Hả? Mới nhủ kem với chị hai phải không? Phải không? Tôi đang thèm kem lắm chị hai ơi. Tôi cho miếng chị hai. Cái mắt liếc qua nãy riết rồi. Chị hai kỳ quá, dơ quá. Cho nó miếng, cho nó miếng bự, cho miếng ít thịt vậy. Cho bọn tao phải cho đàng hoàng cười. Chú xí vậy liền à. Múc cho tao miếng bự bự, ăn cho miếng chút nị. Ăn đi. Kem mình chứ phải gì đâu bóp ổng. Rồi tao mất đất. Tao mất đất rồi. Gì vậy? Gì lý vậy? Lạnh hả? Miếng nữa hai. Chai miếng nữa đi chai. Chai thương em. Tao lý với muỗng, chúng ta ăn lý với muỗng hoài vậy bà. Sáng ngày đừng ăn thấy, cho sỉ nhục quá. Không có miếng kẹo cho ta nữa. Xin cũng mới sẽ sỉ diện, phải ăn kẹo mới chịu.
một mình một cõi, một mình một cõi, ăn nhiệt tình nhiệt tình, cười. Uống hết ly nước cao rồi uống ké của thằng em đó. À, ăn hết hủ hủ trái cây sai rồi và chuyển qua xin miếng kem của người ta ăn. Cô của tôi ghê thiệt. À, tao lắc liên 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 rồi đó, lắc liên 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 biết nào. Ê, hình như thấy thèm. Mày xạo, tao lẻ cái mày mặt hải. Tao muốn ăn nhưng mà nó không dám xin dài. Mắt nó click mình nữa đi chị hai, tụi em với chị hai xin đàng hoàng cho em miếng thứ hai, thương chị hai nhiều lắm. Chị nào đây vậy? Ê, cho miếng kem mà con. Dễ gì. Cho mẹ không? Cho mẹ không, mẹ không ăn nữa. Răng đi. Chị hai kỳ quá, cho ta cho người đàng hoàng. Ta đang thèm mà chị hai còn nhá đó hết chưa? Chị hai còn nhá nữa. Đây chùi cho. Đi. Đại đi, đi về. Nè, để con đem dạy cho Khải nè. Nè, Khải nè. Không có kẹo. Không có kẹo, cho nó miếng kẹo trên nữa. Con có cho Khải có mấy cái kẹo ở dưới. Con cho ăn một chút. Họ xin ăn gì rồi? Có kẹo đó. Mấy là ăn đi. Ta mua về ngoài kia nữa rồi cả nhà. Còn này là mua về giờ họ lấy, còn ngoài kia là đậu xe ở ngoài nữa. Tâm nghịch luôn. Gia đình bên kia rồi, bây giờ mình ăn xong bây giờ mình kia vẫn chưa có nữa. Tôi muốn chăm cho con người không? Trời nãy giờ không. Nhiều chuyện. Ở nhà này đi về. Lại đi về nè. Tấp hàng à. Tấp hàng mua về kìa. Về mưa gió mưa tao xếp hàng tao mua ngoài đây trời mưa mày ngồi nắm tay hả đây xem nè thở đây 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 đây. Thôi bye cả nhà đi về. Bye cả nhà nè. Đi cái bài đi rồi. Cái bài đi hay. Bye cả nhà. Gì? Con hả? Nhà. Ok rồi mình đi về cả nhà ơi. Bye cả nhà nha. Tiếp theo.